Thời gian qua, dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội đã vận hành thử nghiệm các đoàn tàu theo 57 kịch bản được xây dựng một cách an toàn, sẵn sàng vận hành các đoàn tàu ở đoạn trên cao khi được đưa vào hoạt động thương mại. Với đoạn đi ngầm sáng nay 30 tháng 7, máy đào hầm đường sắt đô thị này đã chính thức đi vào hoạt động. Đoạn đi ngầm dài 4 km kéo dài từ nhà ga ngầm S9 tại Kim Mã đến ga Hà Nội và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2027. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03, hầm và các ga ngầm đạt hơn 43%, trong đó phần các ga ngầm đạt hơn 49%, phần hầm đạt hơn 39%. Máy đào TBM1 được đặt tên thần tốc, khoan từ ga S9 Kim Mã tại độ sâu 17,8m. Khi TBM1 khoan khoảng 200m, thì máy TBM2 tên Táo Bạo sẽ bắt đầu khoan. Sau khi hoàn thành 240m đầu tiên, các máy khoan hầm sẽ tăng tốc đến tốc độ tiêu chuẩn khoảng 10m một ngày để tiếp cận các ga tiếp theo. Robot dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn, bắt đầu đào ngầm 4 km, đoạn từ khách sạn Daewoo đến trước ga Hà Nội với thời gian dự kiến 16 tháng, tổng số nhân sự hơn 150 người. Bộ đôi máy TBM được thiết kế riêng cho dự án tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội. Đây là công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, được sản xuất từ Đức. Khi hoàn thành, các máy TBM sẽ được tháo dỡ tại ga S12 Trần Hưng Đạo, đối diện ga Hà Nội. Hệ thống thiết bị phụ trợ sẽ được kéo về và tháo dỡ tại ga S9 Kim Mã.